Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà của anh Cọp. Anh Hiền vậy mà tên Cọp quý vị. Để quay giới thiệu cho quý vị một số phân mai nha. Xin chào anh. Chào anh Tức, anh quay chiếc xe anh luôn Tức. Xe anh mới mua ha anh? Xe này của anh Cọp nhân quý vị. Xe anh mới đi về. Dạ. Xin chào anh Tức. Dạ. Cũng chào mấy anh nha. Cảm ơn mấy anh đã trở lại với địa điểm của mình nha. Hôm nay tiếp tục phô mai nhỏ nha anh. Mini. Hôm nay có 25. Hôm nay mini. Dạ, anh giới thiệu lại cái địa chỉ anh. Dạ, địa chỉ của em là xã Thọ Duyên, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại 0977 3557. Dạ. Em có ship toàn quốc nha anh. Dạ. Rồi mình chào cái số 1 quý vị ơi. Cái số 1, cái thứ quý nha anh. Rồi, khoai thứ quý 29 của anh. Rồi, 29 của anh luôn. 29 của anh. Cao luôn. Cao là 47. Cao 47 đế đây quý vị. Rồi, giá nhiêu anh? Giá 1 triệu rưỡi nha anh. Rồi, 1 triệu rưỡi luôn, coi số 1 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, không nổi hả? Anh kéo bằng quay xe xe qua cho nó án cái góc cột cho đừng bị cháy. Đó đó. Đây nè, xe xe đây này. Đó nữa. Rồi, nghe đó. Rồi, mã số 2 quý vị ơi. Rồi, cao 45. Quanh là 21. Rồi. Để đây. Giá 700 nha anh. Rồi, mã số 2 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, số 3. Rồi, mã số 3. 50. Quần 22. Rồi, 22. Rồi, 22. Rồi, đế đây quý vị. Rồi, cái này giá 500 luôn. Rồi, 500 bao ship luôn nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi cao 43 nha anh. Rồi. Quanh 16. Rồi 16 anh. Giá 350 nha anh. Rồi 350 luôn quý vị ơi. Cây mã số 4. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Chín còn là 18. Rồi 18 của anh. Rồi giá 400. Quay vòng anh. Rồi 400.000 luôn quý vị ơi. Cái này là mai này mai gì anh? Dạ mai giảo anh. Gốc cái này gốc mai giảo. Mai giảo không là giảo Bến Tre không anh? Rồi. 5 cánh đến 9 10 cánh. À. Thì chứ không qua 12. 12 thì có 1 2 bông. Rồi, mã số 6. Đây là mai giảo hộp á anh. Mai giảo hộp. Trồng từ hộp. Chứ không phải lấy từ bo. Bo thì bảo đảm là có sẽ có 12 cánh nha quý vị. Cao 32. Còn là 20 nha anh. Rồi, giá nhiêu anh? Giá 500. Rồi 500 ngàn luôn quý vị ơi. Xuống cây. Số 6. Số 7. Anh để gần mấy cây chưa quay cái chừng này lộn nha anh. Rồi chiều cao 34. Rồi. Rồi 20. Rồi.
Để đây. Còn này 600 cho anh. Rồi 600 ngàn luôn quý vị ơi, bao ship luôn nha quý vị. À, cũng nhắc lại lô này theo lời của anh Cọp thì là mai giảo nha quý vị. Mai giảo thì gì mình khỏi ghép bo nha quý vị, để ra là mình chơi luôn quý vị ơi. Giờ nó 34. Rồi. Còn nó 18 nữa anh. Rồi 18 quanh. Rồi để đây quý vị ơi. Rồi giá nhiêu anh? 500. Rồi 500 ngàn. Đâu coi, 2, 4, 6, 7, 8 chín, đây chín, nè. Máy số 9 nè. Máy số 9 nha quý vị. Ở đây cây nãy bỏ ra cây nữa nè, nhớ không? Rồi, máy số 9. Rồi, chiều cao của nó là 35. Rồi, 35. Mình là 19. Rồi, 19 hoành luôn quý vị ơi. Rồi, để đây. Rồi, này 350 luôn nha mấy anh. Rồi, 350 luôn. Một gốc mai giảo luôn quý vị. Rồi, rồi xuống cây. Rồi, mã số 10. Mã số 10. Mã số 10. Đi nôm. À, cộng rễ giống cái đuôi con gì quá. 32 cao. Còn nhân đây là 20. Rồi. 350 luôn. Rồi, 350 luôn quý vị. Xuống cây. 11. Rồi. Mình nó 20. Để luôn. Luôn. Có hai để chọn mất trước luôn. Giá nhiêu anh? 500. 500 ngàn. Đây. Giống con gì? Rồi, có hai cái chân ngân trước luôn. Hai cái giò luôn. Hai cái giò có cái đuôi méo méo luôn. Về nhát em bé luôn. Rồi, chiều dài nó 48 anh. Rồi. Cổ nó coi nhiêu. Chỗ ngay cổ rồi đi. À, ngay cổ đi. Đây đây là 22 anh. Đó, cái chiều dài của cái mình cái con này có nhiêu anh? Cho cái mình hả? À, dạy mình á. Nhiêu ạ? Dài của mình 24, rồi. 24 à. Rồi, 24. Rồi. Giống cái con gì quá. Rồi giá nhiêu anh? Rồi con này 800 anh. 800 ngàn. Giống con thì nó không có cái đầu. Rồi xuống cây. Trời ơi. Chẳng bay bay siêu siêu ha. Ồ, cái này máy xuống máy đây. Là 88. 88. Quơ 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 ngay cái máy luôn. 18 luôn. Rồi 18. Đây nè, cây này nãy nè. Cái này số 12, số 13 anh. Số 13. Rồi ghi số vô để quên anh. Cái con này là số 12. Số 12, cái này là số 13. 13 nè, giá nhiêu con này nhiêu đây anh? Dạ, con này giá 700. Rồi 700 ngàn quý vị. Rồi xuống cây, mã số 13 nha quý vị. Rồi số 14 luôn. Sao là
38. Rồi. Để đây quý vị. Rồi, giá nhiêu anh? Giá 600 ngàn, cái này số 13 phải không? 14 anh. 14. Số 14 nha quý vị. Rồi, 15 lên luôn. Rồi, mã số 15 nha quý vị. Quay hồi anh cọ anh quên số luôn à. Mình là 21. Rồi 400 luôn. Rồi 400 ngàn. Mã số 15 luôn. Giờ tới 16 nha quý vị. Ê cái này dán đúng là có dán nè. Đó 15 á. Mã số 16. Con gì? Bây giờ nó 35. Rồi 35. Còn nó 17. 17 hoành luôn. Con này 400 mà giá này lật ra. Rồi giá nhiêu anh? Rồi 400 anh. 400 ngàn quý vị ơi. Xuống cây. 6 rồi đó nha. 17 ghi mã số vô anh ơi, để quên. Sao là 47. Rồi. Quanh 20. Rồi 20 quanh. Để đây. Xè luôn. 600 nha anh. Rồi xuống cây 17 rồi nha. Rồi mà 18 nha quý vị. Rồi 19. Rồi 19 quanh. Rồi để đây quý vị ơi. Nhiêu anh? 600 anh. Rồi xuống cây. Ở số 19 anh. 19. Rồi cho ra cho thông số đi anh. Chiều cao là 30. Rồi để 350 nha anh. Để luôn một vòng đây. 350.000. Xuống cây. Nhớ mã số nha. 19 rồi đó. Rồi 20. Rồi mã số 20. 20. Chiều cao là 38. Rồi 38 cao. 59. 38 28 à. 28 quanh 19. 28 quanh 19. Để thầy quý vị. Rồi 350 nha quý vị. Rồi theo lời báo của anh Cập thì lô này là lô mai giảo nha quý vị. Không có giảo là anh chưa nói chuyện. À không có rồi nha. Anh báo đầu clip nha. Cục là ngang cái này 21 anh. Có một cây mai tứ quý nha quý vị. Tôi báo anh chịu. À chủ cây chịu chứ chủ cơ nói chịu à. Dạ. Chủ cơ cây báo mà. Bây giờ anh báo nữa ai biết. Khi nãy quý vị không biết. Nhưng mà giảo nữa anh. Ở bên tre là thôi, tre này số 21. Rồi thông số đi. Cao 50. Mình là 18. Rồi, để đây quý vị. Rồi 400 luôn anh. Rồi 400 ngàn. Xuống cây luôn. Mã số 21. Không giảo thì nó không giảo cho nên em ghét cái gì đâu. Rồi, cái này đẹp đây.
À, số 22. Thì nấu dảo cho quý vị gì khỏi ghép. 22 này đẹp nè. Bán nhiều rẻ rẻ cho mọi người chơi anh. Cái này gặp tôi bán 1,5 triệu quá. Không, 1,5 triệu em. Tôi bán 700 thôi. Chiều dài vậy là 45 năm. Rồi. Rồi quanh 19 luôn, để đây. Rồi này 700. Rồi 700 ngàn luôn. Nhớ mã số nha. Nhớ. Rồi mã số 23 đang trên bàn quay nha quý vị. Rồi cái này số 300. 300 ngàn luôn. Giống cũng giống hình thú này thiệt luôn ha. Có chân cẳng đuôi à. Rồi 300 hay 350 anh? 300 nha quý vị. Bao ship toàn quốc luôn. Mã số 24. Cao là 40. À, cao 40. Quanh 19. À, rễ cũng đầy đủ ha. Ồ, này 500 nha anh. Rồi, 500 ngàn luôn quý vị ơi. Xuống cây. 24 đúng không? Giờ tới 25 á. Tới 25. Rồi, 25 là mã số cuối cùng, 26 anh. 26 lần hả anh? Rồi. 25 nha quý vị. Rồi 17 của anh. Để đây. Rồi, quay cũng tiết kiệm đó anh. Quay không được tròn vòng. Quay nhanh chút đó anh. Rồi 400. 400 hả anh? 400. Rồi, bao ship luôn nha quý vị. Cây cuối cùng em anh. Rồi, cây cuối cùng là mã số 26 nha quý vị. Rồi, cây cuối cùng là 350 nha anh. Rồi, 350 luôn. Rồi, quanh nó 15. Rồi, dài. Dài là 37. Rồi. Rồi, cuối cùng. Rồi, 350, mã số 26 nha quý vị. Rồi quý giá mình đến đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Trong quá trình xem cây thì quý vị thích cây nào thì alo trực tiếp cho anh Cọp nha quý vị. Số điện thoại anh Cọp để trên tiêu đề. Rồi cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Quý vị nào xem chưa bấm đăng ký nhớ bấm đăng ký rung rung nha quý vị. Hãy ủng hộ mình quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị nhiều nha.